Christina xin mến chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN và chào đón quý vị vào chương trình Heart to Heart trong tuần này với Christine. Kính thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi hôm nay là một cô ca sĩ với một giọng hát rất là tình cảm. Một người mà, thưa quý vị, Christine là fan của cô ấy, cho nên hôm nay rất là vui mừng mời được cô đến với chương trình. Thưa quý vị, Christine xin giới thiệu cô ca sĩ Lâm Thúy Vân. Xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị đang xem SBTN của talk show Heart to Heart. Christine, chào chị. Biết không, em có để ý là những cuộc phỏng vấn của chị trước đây đó, là chị Lâm Thúy Vân chị không có tiết lộ ra những cái chi tiết riêng tư gì của chị hết. Mình chỉ nghe về show, về bài hát rồi này kia thôi, nhưng mà không biết về chị. Thì hôm nay cái mục đích của em là em muốn biết chị Lâm Thúy Vân là ai. Có thể không chị ạ? Có nghĩa là bữa nay là sẽ bị ta trắng. Cái gì? Ta trắng hả? Sao? Vừa nó hỏi personal gắt ra rồi, có ta trắng là nhắc hết. Nhà chị, những cuộc tình trong đời của chị nó có giống những bài hát này không? Chị nghĩ là hôm nay chị sẽ bị hỏi. Khi mà em nói không ai biết gì về chị hết thì chị nghĩ là em sẽ hỏi chị những cái câu hỏi này. Christine biết không, không có cái gì mà đẹp bằng first love. Thì first love của con người lúc nào cũng là một cái memory, một cái memory rất là đẹp. Thì lúc đó thì first love của Thúy Vân pass, ảnh mất, lúc đó cũng còn trẻ lắm. Suốt 21 năm nay, chỉ đếm hàng ngày. Có một đêm, lúc đó là trời mưa rất là to, nhưng mà chị với cái người mà chị yêu thì không có ở trong nhà, lại đi ra sang ở ngoài cái balcony ở đằng trước. Thì lúc đó là tháng mấy nhỉ? Lúc đó là tháng 9, autumn, là mùa thu. Thì hai người ngồi back to back, cái kiểu lưng xoay lại đó, dựa nhau ngồi nói chuyện. Thì tự nhiên bỗng nhiên cái lúc đó chị không biết tại sao chị lại hỏi anh một câu là anh có yêu em không? thì hỏi ủa sao, tại sao phải hỏi như vậy, dĩ nhiên phải yêu chứ. Em là cái người anh yêu nhất trên đời, em là một cái innocent nhất trong cuộc đời của anh, là một cái mà hồn nhiên phải không? Innocent là hồn nhiên phải không? Hồn nhiên nhất trong cuộc đời của anh. Và sau đó tự nhiên cái Hy hỏi chị lại một câu mà cho tới ngày hôm nay chị vẫn nhớ hoài, là anh hỏi là một ngày nào đó nếu mà anh phải bỏ đi xa, anh disappear, kiểu như là biến mất, thì em có đi tìm anh không? Đó, chị Hy hỏi một câu đó như vậy. Xong cái mình nói, ủa cái ông này sao không hỏi mình kỳ vậy ta? Tại sao mà phải biến mất lần sao? Xong cái chị mới buồn cười, chị mới nói là không, tự nhiên anh disappear, anh biến mất, thì em dạy gì mà em đi tìm anh chi nữa? Anh bỏ em đi thì em tại sao phải đi tìm anh? Nhưng mà anh nói không, giá trị anh biến mất, anh disappear, thì em có đi tìm anh không? Giá trị nếu mà như vậy thì chị mới nói là không, tại vì anh không yêu em nữa, em không muốn đi tìm anh đâu. Thì lúc đó là tháng 9, thì là tháng 11 anh mất, 2 tháng sau.
Nếu chị có thể thay đổi và đi ngược lại với cái thời gian, turn cái thời gian trở lại, chị nghĩ là chị phải nói là yes, em sẽ đi tìm anh để cho anh biết là anh quan trọng với chị đó như thế nào. Để cho anh biết được cái feeling là I really love him. Chị không có lên đài của em đâu, tại vì em hay quá à. Thưa chị, như hồi nãy em cũng có nói là có một người fan đặt ra một câu hỏi rất là hay, là người đó họ theo dõi sự nghiệp của chị rất là kỹ, và họ nói có một lúc chị Lâm Thúy Vân vắng trên sân khấu, thì người đó họ hỏi là chị đã đi đâu, chị làm gì lúc đó. Lúc đó là năm bao nhiêu nha, lúc đó là Thúy Vân hát được mười mấy năm rồi, khoảng 14-15 năm. Chắc 15 năm. Thì lúc đó không biết làm sao, cái con người mình cảm thấy như là mình phải này. Đây là lời